thưa quý vị, Ủy ban nhân dân chính huyện thị xã thành phố Tây Ninh đã ban hành quyết định phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh Tây Ninh sẽ có 716 khu vực bỏ phiếu, sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã đã thành lập 716 tổ bầu cử. Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh đã có hướng dẫn chọn địa điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng như nhà văn hóa, hội trường, trường học, thuận tiện cho cử tri cũng như thuận lợi cho việc bố trí các trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương và căn cứ vào mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu cho phù hợp bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử